rồi mới lên livestream với mọi người. Ngày hôm nay có rất là nhiều thông tin để thông báo. Cái thứ nhất là Ngọc hết bệnh rồi nè. Đi ra đường, xin lỗi là hôm nay không có make up, nên đã hơi xấu xíu một chút xíu nha. Chị Ngọc gọi tên em hả? Phạm Linh Nghiêm. Ngày hôm nay thì chúc hồi là khoảng 9 giờ ở trên VTV3 là sẽ có Ơn Rời Cậu Đây Rồi, mọi người nhớ đón theo dõi nha. Cám Phi sẽ xuất hiện ở trên VTV3. Để coi Ngọc giải quyết, Ngọc sẽ vào phòng của anh Trấn Thành. Lâu quá không có like nên lượt tương tác hơi ít, mới có 110 người coi thôi. Nay bảy mập lên được xíu anh nè. Hôm nay thứ bảy thì mọi người làm gì nhỉ? Không có nói chuyện nên lên nói chuyện với mọi người. Cái thứ hai nữa là thông báo vào lúc 9 giờ. 9 giờ nha là có Ơn Rời. Lần đầu tiên mình tham gia. Hy vọng là coi sẽ cười banh nhà, banh nóc, banh cửa. Không có bệnh thì bệnh, nhưng mà cũng lồng lộn được với cả một làng người luôn. Ơn Rời 21 giờ trên VTV3 nha em. Không có TV nên không có coi ké hàng xóm. Thôi em đừng coi, hôm nay em coi rồi mà thi. Tại vì đôi khi lên cái không biết nói chuyện gì với mọi người nên không có like đó mà. Không, thực sự là trong này anh Thành cũng giúp đỡ cho Ngọc rất là nhiều và phối hợp với Ngọc rất là nhiều, nên Ngọc nghĩ là vào phòng anh Trấn Thành thì sẽ được rất là nhiều thứ hơn là cuộc đời bế tắc. Với lại nhân dịp và ngày mai là ngày 20 tháng 11 nữa, nên hả, mình cũng nhắc nhở mọi người là ngày mai là ngày chủ nhật cuối tuần, nên sợ là mọi người đi chơi sẽ quên mất thầy cô của mình. Nhưng mà nhớ là gửi những lời chúc hoặc là những món quà, những món hoa đến thầy cô nha. Ngày mai thì Ngọc cũng sẽ về thăm thầy cô, rồi cũng sẽ đi chơi bời cùng với tất cả mọi người, bạn bè. Còn vấn đề quan trọng ngày hôm nay mà muốn like đó là nhân dịp cuối năm rồi, thì thường thì các bạn nhỏ của mình sẽ có cái nhu cầu để đổi điện thoại hoặc là mua một món đồ cho mình để lên đời cho mình những cái món điện thoại mới. Thì nhân dịp gia đình Samsung ngày hôm nay đang có mặt bên cạnh Ngọc hết, thì Ngọc cũng muốn bật mí một chút xíu về các bạn nào muốn đổi điện thoại thì coi cái livestream này nha, bởi vì Ngọc sẽ nói rõ hết để các bạn có thể đổi mà không có tốn chi phí nhiều. Thì hy vọng là ngày hôm nay thì sau cái buổi ngày hôm nay thì mọi người sẽ có điện thoại hết. Anti ST thì đang bận với một cái dự án chuẩn bị công bố cùng với mọi người, thì thời gian sắp tới nhớ ủng hộ cho ST nhiều nha. Mới có 200 mà đợi lên nhiều một tí là Ngọc sẽ nói về cái việc mà đổi điện thoại với mức chi phí rất là rẻ của bên Samsung. Ôi, bắn tim liên tục. Có cả nhà ủng hộ quá trời ơi. Hôm nay hàng xóm có đi chơi nên vô bắn tim lia lịa luôn, yêu thế. Cái gì bệnh nổi mụn tùm lum hết nên thôi không có make up đâu, để mặt thật luôn. Chị cũng nhớ mọi người lắm luôn đó. Sau những ngày ở ẩn không được đi đâu hết thì hôm nay chị mới được ra đường nè. Chị ớm mới có 200 thôi, chưa có thông báo được. Hãy lên một chút đi.
tới khoảng 500 người coi thì Ngọc sẽ thông báo về cái vấn đề mà đổi điện thoại nè, sở hữu máy Samsung Galaxy cũ mà muốn lên đời một cái phèo luôn, không có tốn chi phí nhiều. Các dòng ví dụ như là tất cả các dòng của Samsung luôn, ví dụ như là A5 2016 nè, A7 2016 nè, rồi A9 Pro hoặc là J7 luôn, tất cả đều có thể đổi được. Hôm nay thì có sẵn ở đây hết, ai mà có thể tìm ra Ngọc thì Ngọc cũng có thể cho một cái điện thoại luôn. Đây là chiếc A5 và đây là A7, A9 Pro, J7, tất cả các dòng máy đều nằm ở đây hết. Hôm nay Ngọc sẽ là cô bán điện thoại. Trời ơi, còn giảm nữa, giờ này mọi người đi chơi đâu hết rồi, không ai coi livestream hết. Đây là A7 nha, màu hồng rất là đẹp. A5 mẹ em có một cái hả bé Mai Thi ơi, nếu mà mẹ em muốn nâng cấp từ A5 lên A7 hoặc là A9 hoặc là J7 luôn thì đều được hết, với một cái mức giá từ một máy cũ hoàn toàn luôn mà mình không có cần phải tốn quá nhiều chi phí nha. Ôi, ngày hôm nay chị sẽ đi buôn. Đây là A5. Đây là A5 đây. Đây là A7. Hát nghe hả? Bây giờ đợi thông báo này đi đã rồi hát nha. Máy trước mặt là đang là nguyên một gia đình, cả gia đình Samsung luôn. Đó. Chúng là cầm rất là nhiều. A9 rất là lớn. Đây là J7 thời thượng, hoàng tử bóng đêm đây, của Isaac nha. Như là gia đình Galaxy A thì thiết kế là đẹp quá rồi, nên người ta không có phải nói gì thêm. Chụp hình thì vô cùng ảo diệu, selfie ảo diệu lắm. Đối với mấy gương mặt mà có mụn như của Ngọc đây á, thì không có thể sợ một chút nào hết. Nói chung là thích toàn diện. Còn đối với J7 thì chết mê, bởi vì vô bóng tối hoặc là chụp bất kỳ ở một cái ánh sáng nào cũng có thể lung linh được. Ở đây á, thì nếu bạn nào đang sở hữu Samsung Galaxy đời cũ mà nằm trong danh mục á, thì có thể đến ngay FPT Shop nè để mà thu cũ đổi mới và lên đời liền luôn. Đổi sinh về 4 model ở trong Galaxy. Có ai đang xài Samsung không ta? Có ai đang có nhu cầu này không? Mamisu, Ngô Diễm Trinh, người luôn yêu em, mọi người có ai đang có nhu cầu này không? Đó là đổi máy cũ mà rất là tiết kiệm tiêu chi phí tại FPT Shop gần nhất nha. Có nghĩa là bây giờ đổi điện thoại cũ lỗi thời để lên với lại các dòng điện thoại hot nhất hiện bây giờ, đó chính là A5 nè, 2016 nè, A7 nè, A9 nè, J7 nè, tiết kiệm lên tới 3 triệu đồng luôn. Chương trình này sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 12 thôi nha, để trước khi mình đi chơi Noel là có máy chụp hình đẹp. Em xài Samsung hả Lê Dương Bụt? Thì em có Samsung. Cái này thì chị chưa có thấy là được đổi S7, mới có dòng phía trước thôi. Em đang xài A5 muốn đổi đời thì sao hả chị Nhật Vy ơi? Vậy nếu mà trong cái danh mục thì các bạn sẽ đến nè, mang máy cũ đến FPT Shop gần mình nhất nha. Rồi sau đó mọi người sẽ kiểm tra tình trạng của máy, rồi đánh giá về sản phẩm theo quy định chương trình. Giá máy cũ sẽ được kiểm tra và xác nhận bởi nhân viên của FPT Shop. Rồi sau đó khách hàng sẽ được thông báo về số tiền chênh lệch mà các em sẽ được nâng cấp lên các dòng, ví dụ như A5, A7 hoặc là A9 hoặc là J7 mà các em muốn. Còn nếu mà khách hàng đồng ý bán sản phẩm luôn thì sẽ được nhân viên tư vấn cấp một giấy biên nhận sản phẩm cũ theo mẫu được cung cấp, rồi điền đầy đủ thông tin nè. Còn khách hàng nào mà muốn sở hữu ngay thì sẽ báo ngay cái chi phí mà thanh toán giá chênh lệch tương ứng. Nhưng mà các máy đó
máy của bạn nào á, với điều kiện như sau nha: máy điện thoại cũ nè, có thể tắt nguồn mở nguồn được, chưa có bị hư nha. Rồi màn hình điện thoại thì vẫn xài ổn định, không có bị điểm trắng, điểm đen, không có bị vấn đề gì hết. À, tất cả các tính năng bảo mật rồi chống trộm đều được lock out hết. Không cần phải kèm phụ kiện, cũng không cần phải nằm ở trong danh sách thì mình có thể lên đời liền. Chị thấy Samsung J7 xài rất là ok đó. Tại vì hiện tại thì em của Ngọc cũng đang sở hữu một cái xài rất là thích, mà đẹp cực kỳ luôn. Khi mà chụp hình, trời ơi, lung linh ảo diệu vô cùng, không có lo là vấn đề và mụn hay là một cái vấn đề gì hết trơn hết. Có ai nãy giờ mà không coi kỹ và nghe kỹ được thì Ngọc sẽ, chút hồi Ngọc sẽ ghi lại để cho mọi người có thể quan tâm tới cái chương trình này, có thể vào để mà tìm hiểu sâu hơn để mình có được một chiếc điện thoại mới. À, mình làm ở chi nhánh nào cũng được nha, tất cả các FPT luôn, ở gần nhà mình nhất là được. Galaxy Note 2 hả? Ờ, chị thấy ở trong đây thì thấy vẫn có thể đổi được, miễn sao là em hay được không? Không hay cái gì mà giọng nói không có. Thông tin chi tiết về danh mục máy và bảng giảm giá thì chút hồi chị sẽ update vào một cái link để mà các em có thể nắm được danh mục sản phẩm nè. Có nhiều danh mục lắm nè, có Galaxy, các dòng A, nói chung là khi mà mình muốn lên đời mà các dòng mà chị hồi nãy chị đó nó đang nằm rải rác ở đây thì mình chỉ cần mình đến để mà nhân viên tư vấn cho mình. Em xài máy không phải của Samsung. Ôi, em xài không phải của Samsung là không được rồi. Rồi mấy anh chị J7 có đối đường là gì nhỉ? Nãy giờ chưa có đọc comment, để đọc lại mà. Trang Nguyễn nè, Linh Sang, trời ơi em đổ điện thoại hoài luôn. Chị đang like nên không có ép mọi người được nha, Mami Su nha. Bây giờ là mấy giờ của ta? Bây giờ là 7:20 rồi thì mình sẽ live tới giờ đó để chuẩn bị coi ơn rời đó nha. Anh Ti hỏi sao vô không hỏi thăm chị mà hỏi thăm anh Ti không vậy? Em mới nhận được món quà dễ thương lắm. Đây là cái móc khóa nhìn chân ngựa mới, bị sút rồi, nó bị lúc mà gắm dây vô là nó bị sút rồi, giùm bị con cá cả nó không rõ rõ chứ. Dành cho bé người trắng nè. S7S bể màn hình đó thì chị nghĩ là em nên mua cái mới luôn nha. Rồi cái đó cho chị đi, để chị đi thay màn hình. Sắp tới thì chị chưa có tham gia phim gì mới hết. Tại vì thời gian vừa rồi chị công kích màn ảnh rộng nhiều quá nên mọi người có vẻ như là hoang mang và lo sợ chị sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng nữa, nên không có ai mời chị hết. Và thời gian này chị đang ế xua quá. Đâu? Cái của em đâu? Cái gì? Bỏ ớt đúng không? Đây cái ơi, cái đồ chờm má tưởng nó bự. Đồ chờm gì? Không, cái đồ chờm nó bự lắm, nó cũng nhiều rồi, được hai lần. Đâu cái đó, cái của em đâu? Đây cái của em đây. Của Lai Bên Bay. Lai Bên Bay. Đây. Được tặng rất là nhiều móc khóa luôn, không biết ai tặng nữa. Hôm nay không có được đi chảy hội. Bộ bị nhiễm.
hôm nay chỉ được đi ra đường một chút, ngồi chơi một chút, rồi bị bắt đi về. Nói chung là ra hôm nay gặp để đi khoe đồ. Khoe đồ. Đó. Có ai thích cái nào thì tặng cho cái đó nha. Cái màu xanh mới được mặc đồ. Bé màu xanh mới được mặc áo. Màu xanh này là của Ngọc. Em đang chờ S8 hả? S8 mình sắp ra rồi. Đây là S7, chừng nào ra S8 thì em mua cái S7 của chị nha. Tối nay Ân rời sẽ thi chung với lại chị Kali, anh Thanh Duy với lại anh Châu Đăng Khoa và Ngọc. Bốn tiết mục đều rất là hay. Ông nghĩ là cái năm nay là cái năm mà lần đầu tiên mình coi nhiều, nhưng mà năm nay mình thi mình chơi thì mình thấy là rất là thích. Tại vì khi mà được ứng diễn cùng với lại anh Thành, ai cũng nói là sợ anh Trấn Thành rất là nhiều, nhưng mà bản thân Ngọc thì Ngọc thấy là anh Thành giúp đỡ nhiều lắm. Vô đó có thể hả, ảnh phối hợp với mình liên tục luôn, nên tạo ra các tình huống cười rất là vui. Chị đang giới thiệu cho mấy em, những người nào quan tâm đến việc mà đổi điện thoại Thành đẹp ha. Chứ cũng không có muốn quảng cáo điện thoại đâu. Đó, lại giới thiệu tiếp. Nói chung là lâu lâu ở đây, lâu lâu đó quay xuống đây liền. Đây là bé Ngọc. Hồi nãy thì mình có nhắc tới rồi đó, về cái vấn đề mà đổi máy thì phải chút hồi thì Ngọc sẽ ghi lại tất cả các thông tin để mà mọi người có thể nắm dễ hơn. Chứ bây giờ thì Ngọc nói, Ngọc sợ là mọi người không có nắm kịp. Nhưng mà nói chung là khi mà mình muốn lên đời máy thì mình có thể đến với lại FPT, shop FPT gần nhất để mà kiểm tra tình trạng máy và báo giá một cái là mình đổi được máy ngay. Ví dụ như từ A7 mình lên J7. Hai máy đó, nhưng mà chụp hình rất là đẹp. Quan trọng là chụp hình, con gái mình là quan trọng, ai cũng là chụp hình, nghĩ sao chụp hình đẹp là được rồi, đúng không? Dòng A là đẹp, dòng A là đẹp rồi hả? A đẹp em thấy gì vô bóng tối rồi gì cũng đẹp không? Dòng A đẹp. Do cái mẫu mã bên ngoài này thì nam hơn, này thì trai tráng hơn. Ôi nó cái này là của anh Isaac. Hôm nay ngày thứ bảy thì mọi người làm gì, gần cuối năm rồi, có ai có kế hoạch gì không? Hôm nay là Ngọc hoàn toàn là để mặc chuồng ra ngoài. ở chuồng ra ngoài hết. Nhưng mà da cũng ổn ổn chứ không đến nổi lắm. Ở nhà được bồi dưỡng nhiều quá, hôm nay mặc ú nu luôn. Trai 7 ha, hiện tại bây giờ giá của trai 7 hình như là, chị nhớ là 6 triệu 9 thì phải. Lâu quá không có like nên hả, mọi người không có vô coi. Mọi người hết nhớ rồi. Không, tại like bên đây nó đông nhiều. Thôi đi, mọi người đã hết nhớ. Mình đã thông báo từ hôm nay. Mọi người đã hết nhớ Ngọc rồi. Công sức Ngọc lồng lộn lên đã mặc lắm rồi. Ai chụp hình lại được các khoảnh khắc này tặng kêu bình tặng lại mấy. Hôm nay là ngoài việc mà giới thiệu điện thoại thì mình cũng muốn giới thiệu đến dòng bóng tay mới nhất. Xong rồi đó, nay ly nó dơ đấy,
chị ơi dễ thương không? Nếu ai quan tâm thì cứ liên hệ với Facebook của Cẩm Bình. Em phải giặt nó ra mới thấy được cái bông tai. Em ráng tập quá. Rồi à, mọi người thấy rõ không? Đi ra đây không có bông. Chỉ cần những bước suy nghĩ đơn giản thôi là chúng ta đã có thể có được những cái món trang sức ở trên người rồi. Ví dụ ví dụ như cái bông tai này đây, chỉ là một món quà bất chợt thôi mà mình đã làm được rồi nè. Các bạn có thể đi ra đường và thoải mái tự tin. Đây, cái này có thể đeo vào làm dây chuyền. Đó, hôm nay accessorize của mình sẽ là những khuôn mặt mới, hy vọng là các bạn sẽ thích. Nó giỡn vậy thôi chứ đây là những cái món quà một rất là thích, dễ thương. Nhoi quá đứng hình luôn. Nhộn giữ yên giữ tiếng 2 giây. Chị có thấy bông tay của em không? Quan trọng là chị phải thấy bông tay của em. Em bị ghét tóc quá. Nhưng tóc qua thì cái mặt em lại xấu quá. Mặt rất là bự. Nè, coi chế độ 3 giây. Nè. Là hôm nay là em để cái kiểu tóc này là cái kiểu tóc năm 2012. Tóc sư tử nè. Cũng hơi cắt ngắn. Ờ, cắt đi hết phần hương rồi nè. Thời mà tóc sư tử này nọ. Giờ nói chuyện là phải lắc qua vậy nè mới thấy được cái bông tai. Các bạn ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ làm gì nào? Mới cắn gì? Chuẩn bị là đón không khí ân rời đến với lại chúng ta. Không khí chúng ta thì nói chung là đi đâu thì đi, nhưng mà quay lại một vòng là có ai có nhu cầu đổi điện thoại thì nhớ xem livestream nha. Kêu tên em. Nãy giờ mọi người thấy tim có bắn chim không? Như chị để điện thoại đúng nên chị không thấy chim của mọi người. Chị chụp hình của anh. Cái kiểu đó là trước 3 giây rồi sau 3 giây. Nói chung là lâu quá rồi mới like nên còn bỡ ngỡ và thẹn thùng quá. Liền như bọn mình đó. Nhưng mà... Mãi cái này nè. Đẹp. Sao ở đây ở ngoài chụp đẹp nè mà lên ở trên này nó không có sáng lắm mà. Em ngồi ở đây sáng. Chị Ngọc hát cho em nghe. Bé Cẩm Bình đã yêu cầu chị Ngọc hát cho em nghe. Thể theo lời yêu cầu của mọi người. Thì hôm nay mọi người có ơn giờ thì sẽ được thấy Ngọc hát một bài hát cực đỉnh, cực hay, tự phát. Ở trong đó chỉ có trong ơn rời mới có thôi. Nên ai mà có thể cover và hát lại được bài hát đó thì sẽ có một món quà tới ngay và liền. Nên tối nay Ngọc sẽ lên Facebook và chờ mọi người nha. Ngọc ơi Ngọc. À, với lại muốn thông báo với mọi người nha về cái dự án mà 1,000+ tập á, là không hề có nha. Đó là tự bịa đặt hết á, tự mọi người lên tự nói hết chứ thật ra là không có ai tham gia hết. Nếu mà có tham gia thì mọi người đã đi ra mắt rồi. Cái gì ai yêu cầu hát bài Yêu Không Hối Hận ở đây. Bài đó chỉ có hát nhép thôi. Ra là cũng có một cái phiên bản hát thật sự rồi đó. Ù đã nghe. Nên đâu có ai tin về cái dự án đó.
em thích chị hát chung với anh Bách à, bài đó hay quá trời. Chị Vương Mimin về Việt Nam. Không biết. Sau khi Cui hợp và Banh nó hợp ra để cho mọi người coi thì chút hồi phải dọn dẹp lại. Chàng ơi, chàng nói chuyện đừng có bị giăng nước miếng nữa được không? Thật ra thì thời gian sau thì Ngọc cũng sẽ có một cái dự án mới cũng rất là hấp dẫn, cũng muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng mà tại vì chưa có chắc thì sợ là khi mà thông báo rồi bước hôm qua nữa rất là tiếc. Nhưng mà nói chung là hôm nay lên là chỉ vì là mình được thả rong và cho đi ra ngoài chơi một vài tiếng, ngồi nói chuyện bài yêu và được yêu, nghe tiếng ai đâu đây. Hôm nay thứ bảy là thứ bảy chỉ có ơn rời thôi đúng không? Giờ chỉ ngồi đợi coi ơn rời thôi. Có giọng Mãi Giọng Mai cũng hay, chương trình nó cũng mắc cười. Đáng lẽ là chương trình nó phải cho em thi, em lên em hát người ta mới hết hồn. Từ một cái giọng mà mọi người nghĩ là ai cũng nghĩ là Ngọc hát dở, nhưng không, Ngọc hát rất hay. Cuộc đời không ai phát hiện ra được cái tài năng âm nhạc của em thôi, chứ em hát rất là hay. À không, bài Hạ Sunny chị đã bỏ rồi, chị không hát bài đó nữa. À, bài Dấu Mưa Hồ Quảng chị cũng bỏ luôn rồi. Đó là các bài mà chị đã hát quá sức nhiều và chị đã ra rất là nhiều album rồi. Nên chị không hát lại nữa đâu, chị sẽ tìm một bài hát mới. Biết sao một cô gái. Bài đó hôm qua thử hát rồi đó. Không được, không được, không được. Vẫn không vô. Rồi sao cậu? Ok, hát rồi, hát xong. Ủa? Ở anh sờ gì? Nói giọng điệu điệu à, chứ không phải giọng Bắc đâu. Lâu lâu ngựa ngựa nói giọng điệu vậy thôi. Nhạc đây nghe sắp tới Noel đúng không? Chị quay gì vậy? À, đang có một cái trò chơi mới, đó là trò chơi lắc đầu, mọi người có biết không? Ôi, đang rất là hot hồi trưa nay. Hồi trưa nay mới coi trên Facebook không? Nó phải theo nhịp nha, rồi lắc cái đầu, xong rồi giơ tay, lắc cái đầu, xong rồi bớt. Giờ lắc cũng điên đầu. Bắt đầu. Đó, đây là trò chơi mới mà để con suy nghĩ đó. Chưa nói được. Chưa có nói được. Ai, đây là cái trò chơi mới mà sắp tới thì Ngọc nghĩ là nó sẽ trở thành một cơn sốt dành cho tất cả mọi người. Nó lắc đầu. Nói chung là bây giờ chóng mặt quá. Thôi, chắc là bye bye mọi người, đã đi ăn cái đói bụng quá. Nhức đầu, bảy uống thuốc đều nhưng mà lâu lâu thuốc nó hết, bảy chưa kịp uống tiếp. Nói chung là bây giờ tóm gọn lại trong ngày hôm nay đó là ngày mai là ngày 20 tháng 11, mọi người nhớ về thăm thầy cô nha. Cái thứ hai đó là 9 giờ VTV3 ơn rời cậu đây rồi. Cái thứ ba đó là ai muốn đổi điện thoại mới, muốn nâng cấp điện thoại của mình thì hãy đến với lại SBT shop gần nhất và coi trên cái thông tin mà Ngọc sẽ chúc hồi xong cái livestream này thì Ngọc sẽ post lên để mọi người có thể vô nắm được tất cả thông tin để mà mình có thể có được một chiếc điện thoại mới để đi chơi Noel nha. Còn bây giờ bye bye, đi ăn đây đói bụng rồi. Bye 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 bye. Hôm nay live rất là ít người nên rất là buồn, mốt sẽ nghĩ một cái trò gì đó để live và nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha. Bye bye.